Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời dặn về nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời. Nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa thì lập tức nó bấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải khiến cho lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời dặn mà hiểu được nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi Chúa Giêsu nói về dụ ngôn người gieo giống và rồi giải thích về dụ ngôn này như trang tin mừng chúng ta vừa nghe, thì chúng ta đọc thấy nơi đó như là một cuốn tự truyện của Chúa Giêsu. Ngài viết về sứ vụ của Ngài. Ở nơi đó Ngài nhấn mạnh thứ nhất là vai trò của Ngài, vai trò của người gieo giống. Ngài gieo khắp mọi nơi, bất kể sỏi đá, vệ đường hay bụi gai, cũng như đất tốt, Ngài vẫn gieo hết. Vai trò của Ngài là người gieo. Ở đây nó không phải chỉ ngừng lại là một sự làm việc một cách mù quáng. Theo cái lý lẽ của con người thì thưa cộng đoàn, đúng như vệ đường, bụi gai hay là sỏi đá thì gieo làm gì? Nhưng theo cái nhìn của Thiên Chúa thì không loại trừ ai. Cho nên đó là điều thứ nhất trong vai trò của người đi gieo. Chúa Giêsu sống vai trò của Thiên Chúa, không loại trừ ai cả, nhưng mà sẵn sàng đón nhận hết mọi người, sẵn sàng cho con người những cơ hội để được sống, để được biến đổi, để được phát triển. Cái điều thứ hai cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng không phải chỉ ngừng lại trong vai trò là một Thiên Chúa, mà Ngài khi mà gieo cả sỏi đá, bụi đất hay là vệ đường vân vân, Ngài đóng một vai trò là người đi gieo trong tư cách vâng phục Thiên Chúa, trong tư cách vâng phục Chúa Cha, trong tư cách là người mang cái tình thương, mang sự sống của Chúa Cha đến cho muôn người. Và như thế chúng ta thấy Chúa Giêsu đã viết đến chính hai bản tính Thiên Chúa và con người trong ngôi vị, trong con người duy nhất của Ngài. Một cuốn tự truyện để nói lên chính con người của Ngài với vai trò mà Thiên Chúa Cha ban tặng cho Ngài, mời gọi Ngài. Thưa cộng đoàn, chúng ta ngừng lại này để chúng ta thấy Thiên Chúa trong Đức Giêsu có vai trò là Thiên Chúa và vai trò là người phục vụ Thiên Chúa, trao ban sự sống của Thiên Chúa cho chúng ta. Thì mỗi người chúng ta là cái gì? Chúng ta có đặt mình trước Thiên Chúa giống như Chúa Giêsu Ngài đặt mình trước Chúa trong vai trò không đòi sự ngang bằng với Thiên Chúa, mà trong vai trò là người đã đi gieo hạt giống cho Thiên Chúa. Ngài biết được cái vai trò của mình và Ngài sống cái vai trò đó một cách chọn nào. Mỗi chúng ta được mời gọi hôm nay nhìn đến vai trò mà Thiên Chúa đặt cho chúng ta. Cái vai trò thứ nhất là vai trò tương quan với Chúa. Chúng ta đang sống vai trò đó như thế nào? Có phải chăng chúng ta vẫn mãi là con của Ngài, người phục tùng Ngài, và đặc biệt là cái người luôn luôn sống lệ thuộc vào Ngài, đón nhận những gì Ngài gieo trong cuộc đời của chúng ta? Và chúng ta tin rằng chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta tin rằng Ngài là Thiên Chúa của tình thương, của sự sống, thì những gì Ngài gieo, những gì Ngài ban tặng sẽ cho chúng ta sức sống, sẽ cho chúng ta sự bình an, sẽ cho chúng ta ơn giải thoát. Chúng ta có sống vai trò tin đó, vai trò tương quan với Chúa như thế nào, giống như Chúa Giêsu vậy. Và rồi chúng ta cũng là một vai trò của người đón nhận. Không tự mình chúng ta sống được gì cả nếu Thiên Chúa không ban tặng.
Nếu Thiên Chúa không có những sáng kiến trước, chúng ta thấy đọc trong sách Thắng Thế, Thiên Chúa phán một lời là có, Thiên Chúa dựng nên mọi sự rồi mới đặt con người vào trong vườn địa đàng. Và ngay cả việc tạo dựng, Thiên Chúa tạo dựng con người sau những sự kiện khác, để rồi từ đó Thiên Chúa cho con người sự sống, cho con người chủ quyền, cho con người mọi sự. Vai trò của sự đón nhận, vai trò của sự lệ thuộc, vai trò của sự tương quan với Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi luôn luôn sống cái điều đó với Chúa trong ngày sống của chúng ta như thế nào. Rồi kế đến, thưa cộng đoàn, nếu như Thiên Chúa trong vai trò của người ban, trong vai trò của người tặng, trong vai trò của người cho con người sự sống, cho con người sự giải thoát bình an, thì những gì Thiên Chúa ban tặng, giống như trong vườn địa đàng, Thiên Chúa ban tặng ông bà nguyên tổ làm gì? Có sống còn vai trò đó hay là muốn phản lại? Ngày hôm nay con người thế giới hôm nay chúng ta cũng đang sống cái điều đó, phản lại Thiên Chúa. Và thưa cộng đoàn, cái gì phản lại với Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa, chỉ mang cái chết cho mình. Ông bà nguyên tổ là một ví dụ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy được khí hậu nóng lên, thiên tai lũ lụt, dịch bệnh. Đó là bởi vì con người đi lệch với Thiên Chúa, con người không sống đúng vai trò của mình trong tương quan với Thiên Chúa và cả trong sự đón nhận từ ơn Chúa. Thế cho nên mỗi người chúng ta hôm nay vừa sám hối vì có khi chính bản thân mình, có khi ai đó trong gia đình mình, có khi một người trên thế giới này hoặc cả thế giới này đang sống sai. Chúng ta xin ơn Chúa thứ tha, xin ơn Chúa biến đổi chúng ta, thế giới này. Chúng ta có cầu nguyện cho hết chiến tranh, hết lũ lụt. Chúng ta có cầu nguyện cho hết dịch bệnh. Mà chúng ta không cầu nguyện cho con người hôm nay sống đúng vai trò tương quan với Thiên Chúa, thì thưa cộng đoàn, lại tiếp tục xuất hiện những con người chống Thiên Chúa, lại xuất hiện những con người sẽ làm được cho con người đau khổ, làm cho con người phải chết, phải sợ hãi vì sống không đúng với vai trò của mình. Cho nên chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để xin Chúa biến đổi chúng ta. Và chúng ta cũng xin Chúa rằng trong vai trò của một người đón nhận, chúng ta hãy làm phát triển những gì Chúa ban tặng cho chúng ta. Chúng ta đừng để những cái gì chúng ta đón nhận lại trở nên một hậu quả xấu cho chúng ta. Khi chúng ta không làm phát triển đúng, khi chúng ta không đón nhận đúng. Và tâm tình kế tiếp mời gọi chúng ta suy nghĩ trong cái cuốn tự truyện của Chúa Giêsu hôm nay, trong lời dạy của Chúa hôm nay. Trong vai trò là một người đi gieo giống, Chúa Giêsu có quyền như Thiên Chúa, nhưng Ngài chấp nhận những kết quả khác nhau. Vệ đường, sỏi đá, bụi gai là Ngài thất bại, Chúa chấp nhận. Chúa không vì đó mà chán nản, Chúa không vì đó mà buông xuôi. Chúa cũng chẳng tự kêu rằng ta là Thiên Chúa, ta có thể lệ mọi sự cho dù Ngài có điều đó. Nhưng Ngài khiêm nhường hy sinh, vẫn tiếp tục gieo, vẫn tiếp tục thi hành sự vụ mà Chúa Cha ban tặng. Và Ngài hy sinh để làm những công việc đó. Thưa cộng đoàn, đó là điều để mời gọi cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có nhìn thấy đến xin đóng ngoặc nỗ lực của Thiên Chúa với chúng ta. Ngài cho chúng ta bí tích thánh thể, Ngài cho chúng ta những ân sủng của Ngài qua hội thánh, qua các bí tích, qua lời của Ngài. Ngài vẫn nhẫn nại, vẫn hy sinh, vẫn khiêm nhường mang đến cho chúng ta, nỗ lực hết mình cho chúng ta, hy sinh hết mình cho chúng ta. Nhưng mỗi lần chúng ta khước từ, chúng ta xem nhẹ hoặc chúng ta chẳng nhớ tới, thì chúng ta thử hỏi, chúng ta đang sống vai trò đáp trả lại với ơn Chúa, với những nỗ lực, với những hy sinh, với những khiêm nhường của Chúa như vậy có xứng không? Và đó cũng là điều để nhắc với chúng ta được rằng, nhiều khi trong cuộc sống, Thiên Chúa có khi trực tiếp gieo, nhưng cũng có khi gián tiếp. Cha mẹ, thầy cô, mọi người. Giống như ngày hôm nay, mỗi người chúng ta trước đại dịch Covid, chắc chắn ai cũng có những khuyết điểm, ngoại trừ Thiên Chúa là Ngài không có thôi. Thế thì mỗi người chúng ta đang nhìn đến cái gì? Khuyết điểm của người khác. Có khi những người lãnh đạo ở các quốc gia, họ có những quyết định, họ có những suy nghĩ sai,
Chúng ta không bàn đến lý do sai, nhưng mà chắc chắn có cái sai. Hay là kể cả các bác sĩ, các y tá, họ cũng có những giới hạn của họ. Có khi về sức khỏe, có khi những phán đoán không hoàn chỉnh. Rồi khi họ phục vụ các bệnh nhân về những căng thẳng, về những mệt mỏi, có khi bực dọc, có khi chắc chắn có những cái sai đó. Mỗi chúng ta cũng vậy, là người cha, người mẹ, chúng ta cũng có những cái sai của mình khi chúng ta làm. Nhưng mà thưa với cộng đoàn, chúng ta nhìn vào cái sai để rồi chúng ta bực tức, để chúng ta chống lại. Hay là chúng ta đang được mời gọi nhìn vào những nỗ lực, những hy sinh, những dấn thân của họ để trân trọng, để cảm thông hơn. Thưa cộng đoàn, Chúa thì không phải vì áp lực công việc mà Chúa bực, Chúa nói. Nhưng mà con người chúng ta có. Cho nên thưa với cộng đoàn, đây là điều đang mời gọi cho mỗi người chúng ta biết nhìn đến những hy sinh, những nỗ lực của bao người đang dành cho chúng ta trong cuộc sống này. Không có những điều đó, chúng ta không tốt được. Mỗi người chúng ta cũng biết rằng mình không giống như Chúa, có những giới hạn, có những khuyết điểm, để rồi dẫn đến những sai. Thì chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để xin Chúa giúp chúng ta, xin Chúa giúp cho những người khác và cả chúng ta, cả bản thân của tôi, của anh chị em, để xin Chúa giúp cho mình kiện toàn hơn những khuyết điểm đó. Và xin Chúa giúp cho mình nói gương như Chúa, cho dù có những áp lực, những căng thẳng, chúng ta biết làm gì và biết sống. Chúa Giêsu như một cuốn tự truyện này viết ra cuộc đời của Ngài, nhưng mà qua đó là một bài học, là một mẫu gương, là một sự thôi thúc cho chúng ta. Và rồi kể đến thưa cộng đoàn, như Chúa Giêsu Ngài hy sinh, Ngài khiêm nhường, Ngài nỗ lực để trao ban, để mang ơn Chúa đến cho mọi người, thì việc chúng ta đón nhận bằng cái gì? Như Tin Mừng nói, có những thất bại, có những nơi hạt giống không phát triển được. Chúng ta có nhìn đến những hy sinh đó của Chúa, chúng ta có nhìn đến những nỗ lực, những vất vả của bao người cho chúng ta, để chúng ta biết đáp lại, để chúng ta biết đón nhận, chúng ta biết sử dụng cho phải không? Chúng ta nhìn thấy như Chúa Giêsu, Ngài không kết tội, và thậm chí Ngài không loại trừ vỉa hè, sỏi đá hay bụi gai. Cho dù chúng ta lầm lỗi đến đâu nào, Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Cho dù chúng ta có khước từ ơn Chúa, nhưng mà Chúa vẫn chờ đợi chúng ta. Vai trò của Chúa là không ngừng gieo, không ngừng ban ơn. Ngài không đánh mất vai trò đó, cho dù kết quả như thế nào. Thưa cộng đoàn, chúng ta cũng đối diện với những khuyết điểm khác nhau của con người. Cũng có những người sẽ không lắng nghe chúng ta, có những người không cộng tác với chúng ta, con cái của mình hư, những người khác hư. Nhưng mà chúng ta vẫn có nỗ lực kiên trì để tiếp tục yêu thương, để tiếp tục sống vai trò của mình. Hay là họ phạm tội thì tôi cũng bỏ luôn cả sự vụ của mình. Đó cũng là điều nguy hiểm. Thưa cộng đoàn, một vài gợi ý từ lời Chúa hôm nay, từ mẫu gương của chính Chúa Giêsu, người giáo dục, Ngài sống vai trò của Ngài. Thì đó cũng là điều để mỗi người chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa sống trọn vai trò của Chúa, để chúng ta được lãnh nhận ơn từ Chúa Cha. Chúng ta cũng nhớ đến bao nhiêu con người đang sống vai trò của họ, để qua đó đem ơn ích của mình tri ân họ, nhìn nhận những giá trị của họ. Và đồng thời chúng ta cũng biết cảm thông, biết cộng tác, và nhất là cầu nguyện để xin Chúa kiện toàn mỗi chúng ta biết sống đúng vai trò của mình. Vai trò đó có khi là sứ vụ Chúa gửi trao để chúng ta trao ban, để chúng ta phục vụ. Vai trò đó cũng có khi chính chúng ta cần đón nhận từ Chúa, cần đón nhận từ nhau, để mỗi người chúng ta sống trọn và sống đúng vai trò của mình, để qua đó làm sáng danh Chúa, để qua đó chúng ta phục vụ nhau, qua đó chúng ta phục vụ sự sống, đem bình an và ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người.